Bữa nay anh em mình có chuyến đi xa nha các bạn. Đang ăn sáng ở tại Dầu Dây nha. Mình sẽ quay lại cái lịch trình chuyến đi cho các bạn cùng xem nha. Mình sẽ chia sẻ lại những cái điểm thú vị mình đã đi qua nha. Đó, xe của hai anh em đó các bạn thấy không? Đó. Xe nào xe nấy cục cục cục. Bây giờ hai anh em mình ăn sáng nha. Đây, mời cả nhà ăn sáng cùng anh em mình. Ăn sáng xong tiếp tục cuộc hành trình nữa bạn. Anh em mình đi tới Định Quán nha các bạn. Ở đây thì nó có địa danh là đá Ba Chồng nha. Thì có ba hòn đá nó chồng lên nhau thì người ta gọi là đá Ba Chồng nha các bạn. Rồi bây giờ anh em mình tới đèo Bảo Lộc nha các bạn. Cung đèo tuyệt đẹp luôn nha. Nhưng mà chạy xe thì chạy chậm cẩn thận hơn nha cả nhà. Đây có một xe chạy nữa vượt rất là ẩu luôn. Cái này rất dễ gây tai nạn nha các bạn. Cho nên là đừng nên vượt ẩu như xe này nha các bạn. Hai anh em đang có mặt ở thành phố Bảo Lộc các bạn. Đó, bây giờ ghé có bò nhúng giấm ăn các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn cùng xem cái là ăn giá cả như thế nào, có thích hợp không nha. Thì để các bạn biết là có đi á, mình cũng có cái điểm dừng nha. Hai anh em đang đi chạy vô quán bò nhúng giấm nha các bạn. Rồi, thấy quán nha các bạn. Đây. 23 Lê Thị Hồng Gấm. Lên rừng xuống biển thì cũng có hai thằng nha các bạn. Thằng mập với thằng ốm, thằng có râu với thằng không râu. Đó, nhìn ngon các bạn. Nói chung là nhìn là ngon bắt mắt đó. Để ăn thử như thế nào các bạn ơi. Cái này là phân lượng để lên đoạn đường trước theo. Quán này thì nằm tại thành phố Bảo Lộc nha các bạn. Nếu mà bạn nào mà đi Đà Lạt á, muốn ăn trưa thì rơi vào thời điểm thành phố Bảo Lộc thì ghé đây nha. Giấm xôi rồi nó nhúng nha các bạn. Đó. Này là bò Bảo Lộc với mấy bò Mỹ và đôi nha. Kẹp bánh tráng. Cuốn lại. Chấm miếng mắm. Ngon không? Ngon không? Được không? Ngon rồi. Cuối cùng cái nước này ngon lắm, lại ngon. Ngon bạn ơi. Quá ngon. Sâu giặc, sâu giặc. Ăn phải có củ tỏi nha bạn. Rau sống để lên. Đó. Cứ quay đi còn tao ăn nha. Cho trái vả lên nha. Trái vả này là chỉ có miền Trung mới có nè. Cái vả này gốc của miền Trung nè. Gấp gấp cho đáng nha. Đó. Này ăn giống như ăn sẽ bỏ lại giống như đồ thừa, ăn quậy với dịu nè bạn. Còn ông này cũng chơi tới cuối thứ 5 thứ 6 gì vậy nè. Chỗ này ăn được các bạn, ngon các bạn. Ngon mấy bạn ơi.
đã ăn thì ăn cho tới nữa các bạn. Lỡ lên tới đây rồi mình kêu thêm hai chén tỉ bò mà không có, mình kêu ốc tìm Phú Bắc, ốc tìm Phố nha. Đó nếu mà lên tới đây mà không ăn thì hơi có lỗi với cái bao tử. Mà ăn thì có lỗi với cái ví, rồi kệ nó, có lỗi ai, có lỗi tứ thôi, còn để lỗi bao tử không được đâu. Cho nên là kêu hơi hai chén tìm thuốc bắc nha các bạn. Đó, ốc tìm thuốc bắc nha các bạn. Này tìm đông trùng hạ thảo, này đông trùng hạ thảo rồi. Táo tàu. Nóng hổi luôn các bạn. Đi thành phố vô về dâu cũng không sợ. Ngon. Nhìn cái này. Kêu cái món này. Hả? Có bò nước mẹ. Bò gì? Nước mẹ. Con mẹ. Ốc này á, phải làm nóng lên khói ăn mới ngon nữa rồi, chứ để nguội ăn cũng ngon nha. Tiếp tục ăn cho đủ ổ, quất thêm hai tim nha các bạn. Đó, mới nãy là ốc tìm đông trùng hạ thảo, giờ là tim tìm đông trùng hạ thảo. Đó. Mày đi làm hả? Hai anh em mình bữa nay quanh tạc là coi như là nát quán luôn. Mấy bạn thấy ổng ăn ghê không? Mình ổng hai cái phố này thêm phố đó nữa, ghê không? Nói ai thích không? Đó, giữa tường cái rau gì cũng nhớ xịt ra. Đồng trùng hạ bảo. Ngon không? Ngon không? Được thì ngon. Mời cả nhà nha. Mời tiếng không? Đến đặt dây không trong vườn. Nước này ngon. Không, đúng ghé đây ăn là lý tưởng các bạn. Chi phí hồi còn bất ngờ nữa. Nước tiền có bốc nghi nút luôn rồi. Ăn về mày nóng mới sướng các bạn. Đông trùng hạ thảo rồi. Khách bắt đầu vỗ đông các bạn. Thơm ngon đến giọt cuối cùng. Giá rất là rẻ luôn các bạn. Hai chén ốc là 60.000. Hai chén tim là 80. Cái nhúng là 150. Còn lại mình mì gói rồi mình kêu tim. Ngon. Giá hợp lý các bạn. Có đi ghé đây ăn không? Này bây giờ nếu mà đi từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi Đà Lạt tầm giờ trưa cũng ghé ăn Bảo Lộc. Ghé Bảo Lộc ăn thì đây là điểm ăn lý tưởng. Anh em mình đang ở đèo Ren nha các bạn. Nhưng mà cái đèo này nếu mà nói nguy hiểm á, thì mình thấy nó chỉ nó mức độ nguy hiểm thì chưa có nhiều, nhưng mà căn bản là do ở trên núi các bạn. Thì nó ở trên cao quá thì nó là sương mù nhiều, cho nên là khi đi mà không chú ý buổi sáng hay có sương mù quá thì nó nguy hiểm thôi.
Còn mức độ mà nguy hiểm đèo này á, thì nó còn thua đèo Hải Vân với đèo Lò Xo nhiều lắm nha các bạn. Nếu mà có dịp á, mình mà đi đèo Lò Xo mình sẽ quay lại với bạn cùng xem nha. Anh em mình tới chỗ nghỉ các bạn. Nói chung là lên Đà Lạt á, thì cái tiêu chí của Đà Lạt theo như xưa giờ mình biết á, nó là tiêu chí Đà Lạt 3.0 nha các bạn. Nhưng mà hiện tại giờ nó còn có 2.0 thôi. 2.0 á, là Đà Lạt á. Hồi đó 3.0 á, là không đèn xanh đèn đỏ, không xích lô, khách sạn không máy lạnh. Thì hiện tại bây giờ là mình thấy là khách sạn không máy lạnh, không xích lô, nhưng mà đèn đỏ là có nghe mấy bạn. Đèn đỏ Đà Lạt bây giờ là có đèn đỏ nghe, mơ mốt là mấy bạn là nhớ là đèn đỏ Đà Lạt là có rồi nghe, chứ không phải là còn 3.0 nữa nghe, bây giờ còn 2.0 thôi. Còn khách sạn á, mình nói thiệt mấy bạn, mở quạt thôi là muốn đắp mền rồi, chứ đừng nói máy lạnh nha mấy bạn. Mình mới mở quạt, cái ông anh ông đi chung đó, ông muốn nhập viện rồi còn kêu mở quạt nữa. Giờ mới có 3 giờ mấy chiều thôi bạn, mà lạnh. Với phần do mình đi, nhiều khi mình đi gần Noel mấy bạn, lạnh. Lên đây mát đã lắm, mấy người mập mập như mình khoái, lên đây mát đã lắm, khoái. À, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha, nhớ theo dõi clip sau mình nha các bạn. À, mình đi đây hai anh em đi làm chứ cũng không có đi chơi các bạn, cho nên nhiều khi mấy điểm chơi bời ở Đà Lạt á, mình không đi được, mình không quay cho mấy bạn xem được. Nó cũng có quảng trường nè, hoặc là công viên hoa nè, hoặc thung lũng tình yêu, đồi thông hai mộ gì đó. Thì mình cũng biết, mình thấy mạng mình biết, nhưng mà mình cũng không có thời gian đi để quan ghi mắt bạn, mấy bạn cùng xem. Nhưng mà riêng cái khu mà ăn uống ngon á, thí dụ tối mình làm xong mình ăn uống, anh em ăn uống á, chỗ nào ngon á, điểm nào ngon mình sẽ quay review lại cho các bạn cùng xem ha. Nếu mà có dịp lên Đà Lạt là cứ tới đó ăn thử. À, hẹn gặp lại clip sau nha các bạn.